các khán giả và các quý thầy cô đã đến với kênh Vũ Thi Hôm. Kênh Vũ Thi Hôm với phương châm chia sẻ nên niềm vui. Hôm nay kênh Vũ Thi Hôm xin chia sẻ cho các quý thầy cô một tính năng mới mà trang web IOTA vừa mới cập nhật, đó là phúc khảo bài thi nhằm cập nhật lại điểm cho các em học sinh. Trong trường hợp có học sinh bị điểm 0 và thời gian làm bài là 0 giây thì nguyên nhân thứ nhất là các em nộp trễ. Nguyên nhân thứ hai là do hệ thống không cập nhật đáp án của học sinh. Tính năng là phúc khảo bài thi chỉ có tác dụng khi mà học sinh bị điểm 0 và thời gian làm bài là 0 giây. Và cách lấy lại điểm nó như thế nào? Xin mời các quý thầy cô xem clip chia sẻ sau đây. Bước đầu tiên, các quý thầy cô đăng nhập vào trang web IOTA và vào bài làm của học sinh. Chúng ta sẽ kiểm tra và chúng ta sẽ thấy đây, em Nguyễn Quốc Bảo là điểm 0. Đó, và thời gian làm bài là 0 giây. Đó. Và em thứ hai đó là em Bùi Thị Thí Vi cũng là điểm 0 và thời gian làm bài là 0 giây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhấp vào làm bài của các em. Quá trình là làm bài trắc nghiệm của các em để chúng ta sẽ xem. Rồi mình nhấp vào. Rồi đây là quá trình làm bài chi tiết của các em, chúng ta sẽ nhấp vào cái biểu tượng quá trình làm bài chi tiết trắc nghiệm. Đó, thời gian em có làm bài và em đã chọn được đáp án như vậy, có nghĩa là em đã làm bài đó, nhưng mà hệ thống có thể là không cập nhật do em nộp trễ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khắc phục như thế nào thì các quý thầy cô sẽ theo cách đơn giản là gì. Khi mà em điểm không, các em sẽ có một cái biểu tượng, em có một cái đồng hồ và chia là lịch sử thi, quý cô nhắc vào. Rồi đó chính là em Nguyễn Quốc Bảo nè. Chức năng này sử dụng để thầy cô chấp nhận các cái bài phúc khảo do học sinh là nộp muộn bài làm thi. Và lưu ý, dữ liệu chỉ hiển thị khi bài thi của học sinh là 0 điểm và 0 giây do học sinh là nộp muộn hoặc hệ thống là không nhận đáp án bài làm của em. Rồi thì cách đơn giản là chúng ta thấy nhìn bên góc bên phải này có cái chữ là phúc khảo. Có chữ phúc khảo đó, các thầy cô nhấp vào chữ phúc khảo, nhấp vào chữ phúc khảo. Rồi xác nhận chọn kết quả trắc nghiệm lần 1 là ngày 7 tháng 1 2022 lúc 8:17:50 là kết quả phúc khảo cho học sinh này. Chúng ta nhấn xác nhận. Rồi như chúng ta là nói là phúc khảo thành công, phúc khảo thành công. Và chúng ta sẽ nhìn vào em Nguyễn Quốc Bảo nè. Ở dự hệ thống này là chưa có cập nhật. Rồi để cập nhật thì chúng ta thoát ra ngoài, trở về và chúng ta sẽ trở về bài làm xem sách thi. Rồi bây giờ điểm lúc này của em Nguyễn Quốc Bảo đã được cập nhật, đó là 5:30. Đó, 5:30 đó, các thầy cô thấy là rất là nhanh chóng. Và lúc này cái đồng hồ biểu hiện được lịch sử thi đã mất, giờ đã cập nhật và được điểm của các em một cách rất là chính xác, một cách là nhanh chóng. Rồi bây giờ mình sẽ làm tương tự với học sinh thứ hai, đó là em Bùi Thị Thí Vi cũng bị điểm 0 và thời gian làm bài là 0 giây. Rồi thì chúng ta cũng kiểm tra lại bài làm của học sinh thì các quý thầy cô nhấp vào cái biểu tượng, đó là thống kê chi tiết bài làm trắc nghiệm. Đó, có thấy là có thời gian làm bài nè, có thời gian làm bài và các em đã chọn được đáp án nè, đó rất là rõ ràng. Rồi thì cách khắc phục đơn giản là chúng ta sẽ trở về bài của học sinh và chúng ta sẽ nhấp vào biểu tượng của học sinh vào cái đồng hồ này. Gọi là lịch sử thi đó, thì những em có 0 điểm thì mới có được cái đồng hồ này. Rồi nhấp vào, và khi nhấp vào thì nó cũng đưa ra một cái giao diện là phúc khảo như thế này. Đó, cũng tương tự như em Nguyễn Quốc Bảo thôi. Rồi thì việc cần làm là chúng ta nhấp vào chữ phúc khảo là xong. Với thầy cô nhấp vào chữ phúc khảo. Rồi chúng ta nhấn chữ xác nhận. Đó thì cái lần này là 8:21:50 ngày 7 tháng 1, chúng ta nhấn vào chữ xác nhận. Rồi phúc khảo thành công. Rồi điểm vẫn chưa cập nhật thì để cho điểm cập nhật thì chúng ta nhấn chữ trở về. Đó, nhấn chữ trở về. Và sau đó chúng ta trở lại bài làm của học sinh và xem trong sách thi này. Rồi. Đó các quý thầy cô sẽ thấy là kéo xuống dưới đây chúng ta thấy là đó. Điểm của em Bùi Thị Thí Vi đã được cập nhật, đó là 5:30. Rất là nhanh chóng, rất là chính xác. Rồi chúc quý thầy cô thực hiện thành công.
Mình xin kết thúc clip tại đây. Các bạn thấy clip hay và ý nghĩa hãy cho mình một like, một đăng ký và một chia sẻ để mình có được động lực cho những clip chia sẻ tiếp theo hay hơn và ý nghĩa hơn. Đăng ký kênh thì bạn nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào chuông rung để nhận được clip chia sẻ mới nhất của mình. Rồi cảm ơn các bạn đã xem clip và hẹn gặp lại các bạn trong clip chia sẻ tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.